Nếu mọi người đang tìm quán lẩu Trung Hoa phải gọi là chất lượng từ món ăn cho đến tráng miệng, phục vụ và cả không gian thì Hu Tống đây là sự lựa chọn quá ok la nha. Về không gian thì bàn ghế khá thoải mái và ấm cúng cho những cuộc gặp mặt nè. Chuyển đến về lai nước chấm thì đa dạng đủ loại, có cả những món ăn kèm và những món tráng miệng như là trái cây. Tôi đi Hu Tống ở trong dịp Tết này là có vụ gieo quẻ đại cát, và khi ăn với hóa đơn trên 1 triệu sẽ được mặc định tặng voucher 200k cho lần sau á. Cũng có khá là nhiều quà nên là mọi người ghé Tết thử đồ may mắn xem sao. Tôi bóc được quẻ thịt bò thượng hạng, coi bộ năm nay đỏ dữ rồi đó. Lần này team của tôi đi GM party nên là có chọn set ăn tứ phút và được tặng 4 lon coca. Này cũng là ưu đãi ở bên Hu Tống, và nếu đi ít hơn mọi người có thể chọn set Tam An và sẽ được tặng 3 lon coca nha. Tất cả những món ngon này đều có trong set tứ phút và nhân viên sẽ lên món liên tục cho mình. Mình chỉ có việc là enjoy rồi ăn nhăn thôi. Về topping như thịt bò, cá, ốc, hải sản thì đều tươi và ăn rất là ngon luôn. Cả những viên thả lẩu hay là những món rau đều rất là mới. Đây cũng là lý do mà công ty tôi chọn Hu Tống làm địa điểm gì em bạc ti á. Về nước lẩu thì tôi gọi 4 loại. Mỗi loại lẩu sẽ có một hương vị riêng biệt và khá đậm đà. Này thì mọi người có thể đến và cảm nhận sẽ chính xác hơn nha. Nước chấm này là tôi tự pha theo cảm tính. Kiểu mình tự pha nên là tự thấy ngon xong rồi tự khen. Thấy chưa, bà Xuân bà còn mê nữa. Ăn thì phải có vị cay một chút mới chuẩn vị Trung Hoa. Thấy cay tê tê rồi thì xuống dưới có quầy la tráng miệng. Và mỗi người chỉ thêm 30k để làm dịu cơn cay lại thôi nha. Nó dịu vị là có liền chè thanh mát như là chè đu đủ, chè hạt sen long nhãn, tàu hũ Hồng Kông. Ngoài ra là còn có kem đủ vị luôn. Coi bộ lúc này anh em tôi cũng enjoy dữ rồi đó. Tại vì lấy một đống món tráng miệng xong rồi ăn hết sạch. Tết mãi mặn của bánh bèo tôi, và Tết này nhớ qua Hu Tống gieo quẻ Tết đồ may mắn rồi nhận quà năm mới đi nha.